Xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Trần Thanh Ngọc, đến từ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trí Đức. Như các em đã biết thì dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, và theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì chúng ta hạn chế đi ra ngoài và không tới chỗ đông người. Nếu có việc gấp ra ngoài thì chúng ta phải đeo khẩu trang, nước rửa tay, sát khuẩn hoặc là xà phòng sau khi đã tiếp xúc. Covid-19 không chỉ lây nhiễm qua giọt bắn vào miệng, mũi, mà các giọt bắn này nếu rơi vào giác mạc cũng có thể nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Ngoài cái khẩu trang y tế, nước rửa tay, sát khuẩn thì mặt nạ chống dịch là một phương tiện được xem là hiệu quả để giảm nguy cơ lây nhiễm. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách chế tạo ra mặt nạ chống dịch Covid. Nó được làm bằng chai nước đã qua sử dụng. Chai nước qua sử dụng chúng ta cũng đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Để làm ra mặt nạ chống dịch Covid-19 thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Thứ nhất, đó là chai nước loại 1,5 lít. Thứ hai, đó là loại mút bi tít. Dụng cụ hỗ trợ gồm có cây viết chì, kéo dùng để cắt, thước, keo dính hai mặt, dây thun loại bản vừa, và cuối cùng đó là đồ đầu tiên thì chúng ta sẽ rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi làm và đeo khẩu trang khi thực hiện. Bước 1, làm mặt nạ. Chúng ta cắt phần đầu và đuôi của chai nước, lấy phần giữa của thân chai và tiếp tục cắt một đường dọc. Sau đó chúng ta dùng kéo bo tròn viền cắt theo sở thích, như là hình trái tim hay là hình bán nguyệt. Bước thứ hai là làm băng đeo mặt nạ, lấy thước đo và cắt tấm bút rộng khoảng 2-3 cm, đo và cắt 1/2 vòng đầu, và tiếp theo gắn tấm bút vòng đầu vào mặt nạ. Lưu ý chúng ta gắn xa vòng đầu so với mặt nạ 1-2 cm để tránh hơi thở nhòe mặt nạ. Sau đó chúng ta cắt hai sợi dây thun, mỗi dây 10 cm, và bấm hai cành của tấm bút vòng đầu. Thì lưu ý chúng ta lúc bấm thì chúng ta căn chỉnh đều của hai bề mặt miếng mút để có tính thẩm mỹ cao hơn khi chúng ta đeo. Bước thứ ba đó là trang trí viền cho mặt nạ. Chúng ta cắt miếng mút hình chữ nhật khoảng 3-4 cm. Sau đó chúng ta đo và dán keo hai mặt lên cái tấm bút đó, và chúng ta gắn viền lên trên mặt nạ. Sau đó chúng ta cắt 0,5 cm miếng mút và dán keo để chúng ta bo đường viền xung quanh của mặt nạ. Như vậy thì cái mặt nạ của chúng ta sẽ có tính thẩm mỹ rất là cao. Và như vậy thì chúng ta đã hoàn thành một sản phẩm mặt nạ chống dịch, và chỉ mất khoảng 4 phút thôi các bạn nhé. Cảm giác hết sức là nhẹ nhàng, thoải mái khi đeo. Lưu ý các em thì sau khi dùng xong thì có thể tháo xuống vệ sinh dễ dàng, khử khuẩn bằng cồn để có thể tái sử dụng lại. Cuối cùng thì thầy chúc tất cả các em có thật nhiều sức khỏe, hạn chế đi ra nơi đông người để phòng chống dịch Covid-19. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.